Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website Flower Shop. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn dựng lên cái trang template admin như vậy. Thì bữa hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái chức năng add một cái sản phẩm mới vô database. Đó, thì bữa trước thì trong database thì tôi đã có bốn cái sản phẩm như vậy. Giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái form có giao diện như sau. Mình sẽ mở lên cái giao diện HTML cho các bạn xem. Đây là cái form add product mà tôi sẽ làm. Đó, thì đây là cái giao diện là layout tính. Tôi sẽ đi đầu tiên thì tôi cũng tạo ra một cái chúng ta sẽ viết một cái method để hiển thị lên cái view như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ viết một cái hàm gọi là hàm save để chúng ta lưu data cho cái form này xuống cái database của chúng ta ở đây. Tôi sẽ đi làm như sau. Thì đầu tiên thì ở cái bối cảnh này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái controller mới. Thì tôi sẽ đặt tên cho nó là product admin controller. Nó cũng có mấy cái annotation như vậy, tôi sẽ copy mấy cái annotation bên này qua. Cái chỗ request mapping cái value thì tôi sẽ sửa lại admin set product. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ copy cái method này qua là chỉnh sửa. Tôi sẽ sửa cái này thì là add. Và cái chỗ này thì tôi sẽ thêm cho nó một cái attribute là value. Các bạn add. Rồi, trong này thì tôi cũng thêm cho nó cái đối tượng là model map. Rồi tôi sẽ import cái đối tượng này vô. Rồi tôi sẽ return nó về cái view là cho cái folder là admin. Rồi tiếp theo là xuyên đây cái folder là product. Rồi tiếp theo là cái trang view là trang add. Thì tôi sẽ lưu cho cái folder GP cho folder admin, rồi tôi sẽ tạo ra một cái folder nào product. Rồi tôi sẽ tạo ra cái trang add.gp. Rồi tôi sẽ copy chỗ này qua. Đó, đây là cái trang add. Thì ở đây tôi sẽ đi review về cái như vậy là nó sẽ mát những cái trang add ở đây đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi copy mấy cái thẻ HTML ở trong cái file form.html này qua. Tương tự thì tôi cũng copy cái chỗ này qua. Tôi sẽ để nó ở đây. Rồi bây giờ tôi sẽ đi view data tôi vừa qua. Tôi sẽ gọi lệnh là admin install. Rồi nó đã build success. Bây giờ tôi sẽ đi run lại cái đồ Z. Rồi, chương trình nó đã tạp lên và tôi sẽ đi gõ này admin set product set add.html. Đó đấy, vậy thì bây giờ cái trang view của tôi hiện giờ nó là như vậy. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là xử lý tiếp. Thì cái view này thì nó cần có một cái mapping với một cái đối tượng là cái đối tượng product của chúng ta. Thì ở bên cái hàm add này thì chúng ta phải put cái đối tượng đó qua. Thì tôi sẽ put như sau, tôi sẽ sử dụng là model map chấm
boot. Tôi sẽ boot qua cái đối tượng là cầu đất cái 3 new này. Tôi sẽ phải tạo ra giá trị là new đồ đất. Rồi, và ở trên cái form add này thì tôi sẽ đi thực hiện sau thì chúng ta sẽ đi thực hiện mapping các attribute của cái model. Cái model chúng ta sẽ put qua một cái đối tượng là đồ đất, thì cái đối tượng đồ đất này là cái model, thì chúng ta sẽ đi mapping mấy cái attribute ở trong này với cái model là đồ đất. Thì chúng ta sẽ phải sửa lại một số cái thuộc tính như sau. Chỗ này thì chúng ta sẽ không sử dụng cái thẻ form nữa, vì cái thẻ form này là của thằng HTML thuần. Thì ở đây thì chúng ta phải sử dụng cái thẻ của thằng Ring. Tôi sẽ sử dụng cái thẻ add.form. Rồi cái chỗ thẻ đóng thì tôi cũng sửa lại thành là add.swapform. Swap. Đó, tôi sẽ sửa cái thẻ đóng lại như vậy. Rồi sau đây thì tôi sẽ sửa như sau. Cho này thì tôi sẽ có cái model attribute. Nè bạn, đồ đất. Đồ đất là cái model. Đồ đất này là cái model, tức là nó sử dụng và chúng ta sử dụng cái model để chứa cái dữ liệu. Và chúng ta sẽ khi mà cái form này submit lên thì chúng ta sẽ post đi cái model là cái đối tượng đồ đất này xuống server để xử lý. Rồi tiếp theo tôi có cái thuộc tính là action. Cái chỗ action này tôi sẽ nhập cho chị sau. Rồi method thì là post. Rồi tiếp tục thì ở cái thẻ input này, thì mấy cái thẻ input này thì chúng ta sẽ không sử dụng cái thẻ input của thằng HTML thuần, mà chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ của thằng Kinh add.input. Rồi tương tự thì mấy cái thẻ input còn lại thì tôi cũng sửa lại add.input. Rồi cái input này là cái type bằng file, thì nó là một cái thẻ để chúng ta upload. Thì để chúng ta upload thì cái chỗ này chúng ta không có sửa lại. Ngoài ra thì ở đây thì nó có một cái thẻ CNET, thì đây là để hiển thị lên cái danh mục. Thì tạm thời tôi sẽ để như vậy. Cái này thì cái phần category ấy, thì chúng ta phải lên một cái nick category từ cái database, từ cái table là category lên. Đây chúng ta phải liệt kê ra mấy cái danh sách, mấy cái category từ cái đèn lên, thì chúng ta sẽ mắc cái data vô cái chỗ này và chúng ta sẽ hiển thị lên cái danh sách category để cho người ta select ở đây. Thì tạm thời cái chỗ này tôi để như vậy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái phần mắc cái category này sau. Rồi ngoài ra thì ở chỗ này thì có cái thẻ test area, thì chúng ta cũng không có sử dụng cái test area của thằng HTML thuần, mà chúng ta sẽ sử dụng cái test area của thằng Vinh. Thì tôi sẽ sử dụng test area. Cái thẻ đóng này tôi sẽ bỏ đi. Cái chỗ này tôi thêm cho nó cái dấu đóng ở đây. Sau đây tôi sẽ lại ra cái cục quan này. Rồi, đã W success. Bây giờ tôi sẽ thần lại đồ Z. Đồ finish. Rồi, tôi sẽ dồn lại cái trang này. Đó, thì cái form này của tôi bây giờ nó đã như vậy, và mấy cái attribute này tôi đã thực hiện mapping với cái attribute của cái model đồ đất của chúng ta.
thì có cái trường hợp là cái category này thì hiện giờ nó đang là dữ liệu giả. Bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn hiển thị là cái liệt kê là cái danh sách category từ trong cái database, rồi cái phần cái ô drop down box này là người ta gọi là cái drop down box để chúng ta select. Thì chúng ta sẽ phải làm như sau, thì chúng ta phải đi tương tự thì chúng ta cũng phải tạo ra mấy cái tầng down và tầng civic cho cái hàng category. Thì đầu tiên thì chỗ này ở tầng down thì chúng ta sẽ tạo ra một cái interface category down. Rồi trong cái category down này tôi sẽ tạo ra một cái hàm file. Rồi, tôi cũng import rồi, tôi sẽ import những cái đối tượng này rồi. Rồi các bạn cũng có thể do cái rollback down này các bạn copy mấy cái hàm cơ bản như là file on, file, re-up, update, delete. Đó, đó là mấy cái hàm cơ bản là mỗi đối với một cái đối tượng hay là một cái table trong database thì chúng ta đều phải có mấy cái hàm này để thao tác, thì chúng ta có thể copy qua và chúng ta chỉnh sửa. Ở đây trong trường hợp này thì tôi hiện giờ tôi chỉ muốn sử dụng cái hàm file on thôi, nên là tôi sẽ tạo ra cái hàm file on như vậy. Rồi tiếp tục thì ở trong cái DAO IML thì tôi sẽ tạo ra một cái class mà in bằng cái interface vừa nãy là cái từ DAO IML. Rồi tôi sẽ cho nó in bằng tôi sẽ cái từ DAO. Rồi tôi cũng add an element method. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi viết code cho cái hàm này. Thì tôi cũng qua cái về bắt đầu tôi cũng copy cái code ở trong cái hàm file này qua. Và tôi chỉnh sửa cho nó nhanh. Đây, tôi sẽ tắt nó ra này. Và ngoài ra trên này tôi cũng cần phải có cái đối tượng là sẽ cần query, tôi sẽ copy luôn cái đối tượng này qua. Rồi cái cho này thì tôi sẽ sửa lại cái tập trên này thì tôi không sử dụng cái đối tượng product, tôi sẽ bỏ đi. Và cái chỗ này tôi cũng sửa lại cái tập. Rồi tôi cũng add cái Anderson account subscribe quan minh cho nó. Đó, như vậy là tôi đã viết code xong cho cái hàm file on category như vậy. Đó, đây là cái hàm file on category. Thì, ngoài ra thì ở trên này thì tôi còn thiếu một cái aggregation là account repository. Chỗ này tôi sẽ cho nó cái value là category như vậy. Các bạn nhớ thêm cho nó cái Anderson là account repository như vậy, rồi thêm cho nó cái value là category DRO như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cũng đi tạo ra cái category service. Trong cái tầng service thì tôi cũng tạo ra cái interface là category service. Rồi trong cái interface này tôi cũng có cái hàm file như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra cái trong cái tầng service IML thì tôi sẽ tạo ra cái category enablement. Cái category switch này đó, tôi sẽ cho nó cái element từ cái category switch này, rồi tôi cũng add element method cho nó. Ở chỗ này thì tôi cũng khai báo cái đối tượng là category del.
À, chỗ làm file này tôi sẽ đi tên về cái tôi do chấm file. Ở trên này tôi sẽ có cái arrow a cộng serving. Tôi thêm cho nó cái arrow a cộng transactional. Chỗ này tôi sẽ cho nó cái value là category serving sau đây. Các bạn nhớ tạo ra cái category service irregular như vậy nhé. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi gọi cái category service ở trên cái product container này. Tôi sẽ đi gọi là cái category service mà ta sử dụng ở đây. Tôi sẽ gọi là này vậy, category service. Rồi tôi sẽ cho nó cái annotation là a cộng auto. Rồi bây giờ tôi sẽ đi thực hiện là đổi cái dữ liệu từ trong cái table category lên cái view add.gpt. Tôi sẽ làm như sau. Thì đầu tiên thì tôi cũng ít tôi cũng kiểm tra xem là cái nếu mà cái hàm category service chấm file on mà nó khác luôn. Và cái category service này nó có cái size là khác không? Thì chúng ta sẽ đi thực hiện là put cái data vào cái view. Tôi sẽ dùng cái model map để put ra. Tôi sẽ put là một cái nick category xong. Đó, thì tôi sẽ put ra một cái nick category. Rồi bây giờ trang trang add.gp thì tôi chỗ này chỗ ba cái nick này thì tôi sẽ sửa lại. Tôi sẽ không sử dụng cái CNET nghe thẻ CNET và cái thẻ option của thằng HTML thuần mà tôi sẽ sử dụng cái thẻ CNET của thằng Ring là add.cnet. Tôi sẽ thêm cho nó vào bên ngoài. Tôi sẽ sử dụng cái thẻ CIF và test. Tôi sẽ kiểm tra là nếu mà cái category mà khác luôn thì chúng ta sẽ hiển thị lên. Và tôi sẽ thêm cho nó cái thẻ đóng. Đó, tôi sẽ thêm cho nó cái thẻ đóng như vậy. Đó, tôi sẽ kiểm tra nếu mà cái category này khác luôn này thì chúng ta sẽ hiển thị lên cái drop. Trong bên thì tôi sẽ sử dụng cái thẻ S, thẻ trong CNET để mà hiển thị lên cái drop. Thì trong này tôi sẽ có cái attribute là path này là bằng category.id. Rồi tiếp tục thì trong nó tôi sẽ có cái thuộc tính là item này sẽ bằng category. Rồi tiếp theo thì tôi có cái item label. Item label là tôi sẽ hiển thị là cái name name của category này. Đó, rồi tiếp theo là item value là bằng cái ID của cái category.
tôi sẽ hiển thị như vậy. Các bạn nhớ code cái chỗ này như vậy nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đi đưa lại cái cục qua. Rồi bây giờ tôi sẽ run lại đồ Z. Rồi tôi sẽ vô lại cái trang này vừa nãy. Rồi bây giờ thì cái phần category nó đã hiển thị lên cái danh mục sản phẩm ở trong cái database đó. Thì tương ứng với ở đây tôi ba trong cái bảng category tôi có ba cái decor như vậy đó, thì nó đã hiển thị tương ứng lên ba cái decor như vậy đó. Thì như vậy là tôi đang hướng dẫn các bạn là mapping mấy cái attribute rồi thực hiện đổ cái phần category ra như vậy. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn làm cái chức năng add một cái sản phẩm mới ở cái phần tạm dừng ở đây. Thì đây là cái phần 1, thì tôi sẽ tiếp tục có cái phần 2. Phần 2 tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện xây data ba. Tôi sẽ tạo ra một cái hàm mà xây và chúng ta sẽ thực hiện xây data xuống cái table product. Thì tôi sẽ phải quay lại cái product DAO và tôi sẽ thực hiện mấy cái chức năng. Tôi sẽ viết code xử lý cho cái phần TA xây một cái product, thì tôi sẽ viết code ở trong cái hàm này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái phần 2. Hẹn gặp lại các bạn ở cái phần 2 nha.